Dạ vâng, thì anh cứ cho em xem cái chứng cứ là em đã vượt đèn đỏ thì em cho anh xem. Anh bây giờ anh phải cho em xem chứng cứ không? Không, 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 không. Anh yêu cầu em xuất trình giấy tờ thì bây giờ anh cho em xem chứng cứ luôn. Không, 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 không. Bây giờ ấy. À, bây giờ anh phải cho em xem chứng cứ nhá thì em mới cho anh xem được giấy tờ của em. Không, chứng cứ luôn. Ơ không, làm sao anh xuất em coi như bắt em xuất từng giấy tờ luôn, xong rồi anh quát lạc đi. Không biết, em không biết. Bây giờ anh cứ lấy chứng cứ là em vượt đèn đỏ ra đây. Không, bây giờ anh cứ lấy chứng cứ là em đã vượt đèn đỏ ra đây. Còn nếu mà vượt đèn vàng thì xin lỗi anh nhá. Cứ phải đèn đỏ cơ. Anh nói là em vượt đèn đỏ nhá. Thế thôi. Em bình tĩnh mà, gì đâu, bình tĩnh thôi. Còn nếu mà đúng mà đèn là đèn đỏ thì em sẽ nộp phạt vì em đã vi phạm luật giao thông. Đấy. Ok. Không vấn đề gì hết. B như nào hả anh? À vâng. Thế cho xe sang bên kia cho nó gọn gàng nhé. Ừ, anh ở đây cho. Anh nhìn nó mắt thường thì hay là anh đặt máy đâu? Bây giờ người ta quay, một là đứng giữa đường, hai là coi như là đứng vỉa hè, cứ lúc còn gì như kiểu chó săn ấy. Anh bảo ai là chó săn ấy? Ở đây em chỉ nói thế thôi, còn anh tự nghĩ nào. Anh bảo ai? Không. Anh bảo ai lúc? Anh đứng ở giữa đường này thì anh bảo em ai nói lúc? Anh đâu? Chúng tôi đi làm được bố trí nhiệm vụ, đứng tùy từng nơi từng chỗ chứ. Anh đừng có nói liên thiên đây. Em nói liên thiên đâu? Em nhìn thấy nhiều chú còn lấp ở chỗ này. Chúng tôi được bố trí kia. Nhớ bố trí thì... nhiệm vụ. Ui, đứng ở đâu là việc của chúng tôi. Sao lại bố đấy trí? Đấy là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh cũng quyền tham gia vào. Đây là em là dân, em không quyền nói nhá. Còn các anh làm việc của các anh như nào đấy? Anh không được nói động đến nhiệm vụ của chúng tôi. Đấy là việc sao lại không động? Ok thì thôi, anh cứ nói nhẹ nhàng em sẽ không động đến anh nữa. Còn đấy là em thấy nhiều chốt nhá. Đấy là bắn là coi như là lấp ở sau chỗ này, lấp ở chỗ kia. Đấy. Đấy là việc của người ta. Vâng. Tôi với anh đang làm việc ở đây. À vâng, ok. Đúng không? Vâng. Trước mắt anh đợi tí, đồng chí camera tiếp cầm em. Anh bỏ đúng cái không, điện thoại ra, để xa ra. Đợi em thích để đây. Đó, bạn đây. À vâng, thì anh bảo em là vượt đèn đỏ. Thì bây giờ em vừa bước xuống anh bắt em xuất trình giấy tờ thì bây giờ em chỉ muốn là xem là anh vừa bảo ai cho là chó săn. À, anh bảo ai là chó săn. Rồi, ông ơi, ông đi ra ngoài đi, ông đi. Em không nói anh nhá. Ông đi ra ngoài đi, ông đi ra ngoài đi. Sao anh kinh nghiệm không được nói như thế? Ông đi ra ngoài đi, ông đi ra ngoài đi, ông đi ra ngoài đi. Thế là sao nhưng mà làm sao mà làm mỹ thế? Có vấn đề gì? Có gì đâu. Là... bây giờ em chỉ vừa đổ xuống anh ấy là bắt em xuất trình giấy tờ. Tôi không có xoa hẳn để cho tôi đi. Đó. Em bảo cho xe lên vỉa hè thì anh ấy cứ bảo là để ở đây. Bạn đi từ trong này vào đúng. Thánh ra ngoài đi. Bắt tóc camera đi. Tức là bạn đi từ trong này vào ngoài này vào. Nhưng bây giờ quay em thì em được quay lại chứ làm gì đâu. Các anh quay em thì em có quyền quay lại. Thế bạn có nói chuyện với tôi không hay là vâng. Bạn có muốn tôi giải quyết cho bạn không? Vâng, anh ơi, anh bạn trước đây là bạn tắt yêu cầu bạn tắt cái camera để tôi nói chuyện với bạn. Ra ngoài. Không, sao tắt. Bây giờ ấy đúng em vượt đèn vàng. Anh ấy bảo em vượt đèn đỏ. Tức là công ty từ trong cái